quán quân đường lên đỉnh Olympia 2023, chiến thắng ngoạn mục, thừa nhận mình may mắn. Chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Lê Xuân Mạnh, học sinh trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, Thanh Hóa, với 220 điểm. Dù không dẫn đầu các vòng thi khởi động, vượt chướng ngại vật hay tăng tốc nhưng nam sinh Thanh Hóa đã lội ngược dòng và giành vòng nguyệt quế danh giá cùng với giải thưởng lớn nhất trong lịch sử Olympia. Tham gia chinh phục đỉnh Olympia, Xuân Mạnh từng bước trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc. Từ niềm vui của người tạo lập kỷ lục mới về tổng điểm trong một trận đấu của Olympia 23 giành chiến thắng cách biệt đến cảm giác nghẹt thở qua từng câu hỏi và vỡ òa niềm vui thắng cuộc chỉ cách người về nhì có 5 điểm. Trong cuộc thi tuần, Sơn Mạnh giành được số điểm 345, lập kỷ lục mới về số điểm cao ở cuộc thi tuần năm nay. Tại cuộc thi tháng, nam sinh đạt được 265 điểm, bỏ xa khoảng cách về điểm số với các bạn còn lại. Trong trận quý 3 đầy căng thẳng, Lê Xuân Mạnh là thí sinh duy nhất không theo học trường chuyên và đã đánh bại hoàn toàn 3 đối thủ nặng ký còn lại, mang cầu truyền hình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 về quê nhà Thanh Hóa. Trong trận chung kết, Lê Xuân Mạnh có phần khởi động với điểm số thấp, chỉ 10 điểm, phần thi tăng tốc cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ bình tĩnh, quyết đoán cùng màn cướp cờ ở câu hỏi vốn của Minh Chiết đã giúp Xuân Mạnh lội ngược dòng ngoạn mục ở những phút cuối cùng. Chia sẻ về trận chung kết này lửa, quán quân Xuân Mạnh cho biết, ở hai vòng thi cuối cùng, tôi đã đứng ở tâm thế chơi hết mình, không còn gì để mất. Tôi không nghĩ đến chiến thắng, tôi chỉ tích dần điểm và cố gắng làm hết sức mình. Đến với trận chung kết, tôi luôn mang trong mình niềm tự hào quê hương và muốn tiếp lửa cho các thế hệ sau khi tham gia chương trình. Nói về chiến thắng ở phút chót của mình, Xuân Mạnh chia sẻ, cuộc thi nào cũng cần cả khả năng và may mắn, mình nghĩ mình có cả hai chiến thắng của xuân mạnh là niềm tự hào cho trường trung học phổ thông hàm rồng nói riêng và thanh hóa nói chung sau nhiều năm chờ đợi đây là lần đầu tiên trường trung học phổ thông hàm rồng có thí sinh bước vào chung kết năm và xuân mạnh cũng là người đem về ngôi vô địch olympia đầu tiên cho tỉnh thanh hóa